Thưa sư, xin sư giải đáp cho chúng con. Vì sao Phật lại nói có ba loại người hiếm gặp trên thế gian? Bậc chánh đẳng giác, người thuyết pháp của Phật bằng thiện tâm, thiện chí, cái này không có à. Chỉ có là người thuyết pháp của Phật thôi, chứ không có cái vụ bằng thiện tâm, thiện chí. Vì để vô cái đó vô là người ta dễ phân ra đủ thứ chuyện hết trơn. Ba là người có lòng tri ân. Mong sự trí tuệ nơi sư phát sanh nơi chúng con. Thì xin thưa là tại sao Phật nói ba loại người hiếm gặp ở thế gian? Ba loại như vậy tức là bậc chánh đẳng giác, người thuyết pháp của bậc chánh đẳng giác và người có lòng tri ân. Nó có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là do cái chúng sanh ở cái thời điểm đó khi Đức Thế Tôn thuyết lên thời pháp này, họ phù hợp để họ lắng nghe. Khi nghe rồi họ đạt được nhiều lợi lạc. Cái thứ hai á, là Đức Thế Tôn Ngài nói lên sự thật. Tức là sự thật như thế nào thì Ngài nói như vậy. Tức là quả thật á, ba hạng này á, là hiếm gặp ở thế gian. Thì Đức Thế Tôn Ngài chỉ nói là sự thật là hiếm gặp thế gian. Trong đó đó bậc chánh đẳng giác thì đương nhiên là hiếm rồi. Mà chỉ khi nào á, vị chánh đẳng giác ra đời á, thì mới có những vị thuyết pháp của Phật chánh đẳng giác. Đã vậy thuyết là thuyết đúng chứ không có được thuyết sai. Cho nên nó cũng hiếm là đúng rồi. Nó giống như á, là một cái... Quý vị cứ nghĩ đi, chúng sanh á, là vô lượng, mà Phật á, là có lượng. Mà giữa một cái con số gọi là không đông đếm được và một bên là đông đếm được thì tự nhiên là cái nó phải hiếm. Mà cái người vị mà thuyết được cái lời pháp của Thế Tôn cũng là đếm được, mà cái số chúng sanh cũng không đếm được. Cho nên là tự nhiên là phải hiếp. Trường hợp tự như vậy, cái người có lòng tri ân á, nó hiếm đếm được. Còn cái người mà vô ơn á, đếm không hết. Tự nhiên là so giữa cái người đếm được và người đếm không hết thì tự nhiên nó phải hiếm. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.